Những nghi vấn nhận định nữ diễn viên Tan Mo không chỉ đơn giản chết đuối. Những ngày qua, làng giải trí Thái Lan xôn xao về tai nạn của nữ diễn viên chiếc lá bay Tan Mo Nija, người đẹp 38 tuổi, được cho là trượt chân khỏi thuyền và ngã xuống sông. Đáng chú ý có nhiều chi tiết được phát hiện ra khiến đây không đơn thuần là một sự cố mà có thể là án mạng hoặc có người cố ý che giấu sự thật. 23 giờ tối ngày 24 tháng 2, Tan Mo đi du thuyền trên sông cùng 5 người bạn khác. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra có thể do chiếc du thuyền đang chạy với tốc độ nhanh, trong khi Tan Mo đi giày cao gót di chuyển về phía cuối thuyền để tìm nhà vệ sinh nên cô bị mất thăng bằng rơi xuống sông. Sau khi cô mất tích, mẹ nữ diễn viên không thể liên lạc được với quản lý. Trong buổi họp, quản lý của Tan Mo chia sẻ mình có cuộc gọi nhỡ từ bà. Tuy nhiên vì quá mệt mỏi và lo lắng cho con ở nhà nên cô trở về nhà ngủ, không hề nghĩ tới chuyện báo cho người thân của Tan Mo biết tin. Nữ quản lý này còn cho biết cô đã tới gặp và nói chuyện với mẹ của nữ diễn viên tại Viện Nghiên cứu Pháp Y lúc cơ quan chức năng đưa thi thể Tan Mo tới. Tuy nhiên mẹ của nữ diễn viên khẳng định quản lý dối trá, hai người chưa từng nói chuyện với nhau từ lúc xảy ra vụ việc tính đến thời điểm đó. Theo lời khai của quản lý Tan Mo, khi lên tàu, Tan Mo nói rằng cô muốn đi vệ sinh nên đi tới phía dưới đuôi tàu. Lúc đó có cả người bạn tên San ở bên cạnh nữ diễn viên. Tuy nhiên, quản lý nói cô không nhìn thấy hai người vì đang ngồi phía trước tàu. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng San hô hoán Tan Mo bị rơi xuống nước. Tiếp theo đó, một người đàn ông cũng bắt đầu hét lên. Lúc này, người lái tàu quay thuyền để tìm Tan Mo. Khi được hỏi có nhìn thấy Tan Mo rơi xuống nước hay không, San trả lời rằng Tan Mo ngã ngửa, dùng cả hai tay để níu lấy chân San. San cũng thừa nhận rằng cả nhóm có uống rượu, nhưng không biết Tan Mo có say hay không. Trước đó, một người đàn ông khác nói rằng Tan Mo đi xuống phía đuôi tàu để đi vệ sinh, nhưng không báo trước với người lái để giảm tốc độ và có thể do cô đi giày cao gót nên trơn trượt ngã xuống sông. Tuy nhiên, luật sư của Tan Mo cho rằng nữ diễn viên mặc bộ quần áo liền thân, khi muốn đi vệ sinh thì phải cởi toàn bộ từ trên xuống, rất khó xảy ra khả năng cô đi vệ sinh khi đang có nhiều người ở đó như vậy. Ngoài ra, khi vớt được thi thể của Tan Mo lên, đội cứu hộ khẳng định bộ đồ vẫn được mặc chỉnh tề trên người cô. Giải thích về tin đồn, nữ quản lý ép Tan Mo lên tàu tiếp đại gia, cô phủ nhận điều này và giải thích đây đơn giản là cuộc gặp mặt làm quen giữa mọi người mà thôi. Nhưng thực tế trên tàu lại có hai nhân vật đều thuộc giới thượng lưu. Một người điều hành một hãng tàu quản lý công ty chuyên nhập khẩu ô tô, kim kinh doanh liều, bán xe cũ, và một người là người sáng lập kim giám đốc điều hành một công ty về công nghệ, dẫn đầu lĩnh vực tiếp thị trực tuyến và cung cấp dịch vụ truyền thông trực tuyến. Lời khai của nữ quản lý để lại nhiều nghi vấn khi có điểm khác với chia sẻ của Anna, một quản lý khác của Tan Mo và không có mặt trên thuyền. Người này nói rằng cô không hề biết gì về cuộc gặp mặt nói trên trước khi nghe tin Tan Mo mất tích vì rơi xuống sông. Anna cũng cho biết Tan Mo là người thận trọng trong mối quan hệ với các doanh nhân đại gia. Đáng chú ý, ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người bạn không hề trình diện trước cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ việc tìm kiếm Tan Mo. Phải đến trưa ngày 26 tháng 2, quản lý và nhóm bạn mới lộ diện lần đầu ở sở cảnh sát. Tối ngày 27 tháng 2, cư dân mạng tiết lộ clip mới nhất ghi lại cảnh nhóm bạn ngồi chung thuyền với nữ diễn viên, lục đục kéo nhau ra về sau 2 tiếng khi Tan Mo ngã xuống nước và mất tích. Thay vì ở lại tìm kiếm, nhóm bạn của Tan Mo lại ra về. Động thái này ngay lập tức khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc. Thậm chí dù qua đời, nhưng tài khoản cá nhân của Tan Mo liên tục có biến động bài đăng. Ai đó đã cố ý xóa đi những post chia sẻ của cô, khiến sự việc thêm nghi vấn. Trong một diễn biến mới nhất, 4 giờ ngày 27 tháng 2, mẹ của nữ diễn viên Tan Mo bất ngờ tới đồn cảnh sát để yêu cầu bổ sung thêm bằng chứng trong vụ tử nạn đáng ngờ của con gái. Bằng chứng được đưa đến sở cảnh sát, đó chính là một đoạn tin nhắn của một người đàn ông có mặt trên thuyền. Tin nhắn còn bao gồm cả một thỏa thuận bí mật mà Tan Mo không hề hay biết. Đáng chú ý, mẹ ruột Tan Mo cho rằng con gái đã bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, dẫn đến tử vong, đã có vấn đề nảy sinh trên thuyền dẫn tới tranh cãi. Hiện tại, phía cảnh sát Thái Lan vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên.
Hóng Showbiz xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi bản tin của quý khán giả. Mọi ý kiến đóng góp về chương trình, quý khán giả có thể để lại vào bình luận bên dưới. Và hãy giữ kết nối với chúng tôi bằng cách ấn đăng ký và bật chuông thông báo để chúng tôi có thể cập nhật tin tức mới mỗi ngày đến quý khán giả. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.